6 giờ mấy tàu nó chạy đúng không? 6 giờ, 6 giờ xong chạy. 5 giờ sáng tới nơi đúng không? Dạ. Em lên tàu là giờ đó. Đến đây giờ bắt xe kiểu gì? Dạ, bắt xe thì sao? Em chạy xe máy lên biết bao hao. À, lúc anh lại buổi chiều á, sao thấy một con tắc kẹt nó cực kỳ trong viện, nhưng mà nếu mà chạy bất kỳ xe máy là như em thấy. Xe máy gì vậy? Đâu có được không gì là tóc đâu. Lâu giờ em đâu có đi cắt lá á. Ở đây chạy qua cắt lá thì cũng cả 21, 22, 23, 24. Con thấy có con tắc kẹt mà nó to ơi là to, nó nhìn cơ. Ở đâu? Buổi tối vô đây là buổi chiều. Buổi thôi thì đâu có đèn đuốc. Nó to luôn. Đeo sợ luôn. Bởi vậy là không có đèn đuốc vậy đó. Có định kêu gì thưa ra, có định kêu gì thưa ra coi, nhưng mà con tắc kẹt nó chạy. Cũng có vài dụng ở phía trước nhà người ta, người ta cũng hỏi cho sáng là không ăn cơm.